Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, cây sầu riêng nhanh chóng mở rộng diện tích sau khi loại cây này được Trung Quốc duyệt đưa vào danh sách nhập khẩu chính ngạch. Theo đó, dùng Tây Nguyên có diện tích sầu riêng lớn nhất với 51.400 hecta, sản lượng 336.400 tấn, so với cả nước chiếm gần 47% diện tích và gần 40% sản lượng. Đứng thứ hai là dùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 33.000 hecta, sản lượng 372.000 tấn, so với cả nước là gần 30% diện tích và gần 44% sản lượng. Thứ ba là dùng Đông Nam Bộ, có diện tích 20.800 hecta sản lượng 122.900 tấn, so với cả nước gần 19% diện tích và hơn 14% sản lượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc tăng diện tích một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến hậu quả khó lường là cung dược quá cầu. Nghiêm trọng hơn, nếu diện tích tăng lại nằm trong vùng không phù hợp như nhiễm mặn, phèn, dùng không chủ động được tưới tiêu sẽ gây thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng sầu riêng của việt nam